Dạ, kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại ạ. Dạ, hôm nay kênh có ghé chỗ cái vườn mai vàng thịnh phát của anh Quốc Tấn ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nghe quý cô chú anh chị. Hôm nay có ghé để anh giao lưu một số phôi mai, nhưng mà đây cũng là cái chỗ vườn của anh, vườn mai vàng của anh ha. Có một số cây đẹp ha, cây lớn gốc đẹp nè, cây vip nè quý cô chú anh chị. Thì anh Quốc Tấn cũng có giao lưu bán mấy cây này ha, nhưng mà này là với cô chú anh chị lại tại vườn của anh Quốc Tấn ha, để xem luôn, xem rồi tham khảo rồi nói giá rồi bàn bạc giá cả với anh Quốc Tấn ngay tại đây ha. Số điện thoại của anh Quốc Tấn thì em có ghi trên tiêu đề nha quý cô chú anh chị. Đó, anh Quốc Tấn này vườn mai cũng lớn ha, cũng nhiều loại để cho quý cô chú anh chị lựa ha. Quý cô chú anh chị mà muốn lựa lại tới tận vườn thì cứ liên hệ cho anh Quốc Tấn ha. Nhiều bon đế, bon sai đồ, đế quái, đế đẹp không nha quý cô chú anh chị. Này, đó, rất là nhiều để cho quý cô chú anh chị lựa ha. Có muốn lợi trực tiếp xem thì cứ liên hệ với chỗ anh Quốc Tấn giùm em ha. Còn hôm nay thì anh Quốc Tấn giao lưu với quý cô chú anh chị một số phôi mai mini. Rồi giờ mình vô gặp anh Quốc Tấn luôn ha. Chào anh xin Phan. Chào anh Quốc Tấn à. Chào cô chú anh chị làm sao? Thì hôm nay em có về một cái lô mai gồm 40 cây mai mini mà dáng thú hả cô anh chị. Thì em đây giao lưu với anh chị mình giá từng cặp ha. Em bán là bán từng cặp và có em cũng có bán lô sỉ cho cô anh chị luôn ha. Đây là những cái lô sỉ của em. Ở đây là một lô là 10 cây. Giá chung là cũng dễ chơi cho cô anh chị mình về sưu tầm ha. Những cái hàng này là toàn bộ là dáng thú hết trơn. Chung là ở đây em được 8 lô ha và 20 cặp mai vàng dáng thú này bán lẻ cho cô anh chị mình ha. Rồi hôm nay em xin vô clip luôn đó anh chị, vô mã số 1 luôn ha. Rồi vô mã số 1 luôn. Rồi đây là cặp số 1 đầu clip hả của anh chị. Rồi à, đây một cặp mã số 1 đầu clip. Thì hoành thân của những cặp này thì tương đối nó cũng tương đồng nhau hết trơn á. Em cũng tiễn lựa cho chú anh chị mình sẵn luôn. Chung là cũng vừa dễ chơi luôn đó, cây dáng thú mà đế rất là quái hả của anh chị. Dáng thú quái ha đó. Đế cũng nở ha. Rồi em vô em đâu hoành của anh chị. Hoành ở đây mà 16 ha. Thì một cặp nó tương đối với nhau thôi. Hoành tay 15. Rồi một cặp số 1 này em giao lưu của anh chị mà 1.250.000 ha. Em bao phí ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc ha. 1.250.000 cặp số 1 nha. Chung mỗi cặp em bán đồng giá hết nha cô chú anh chị. Thế chú anh chị mình ưng cái cặp nào á thì cô anh chị mình liên hệ với em ha. Qua số điện thoại 0931111282 á. Địa chỉ em ở đây là phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ á. Rồi em xin phép lên cặp số 2. Rồi, mã số 2. Dạ mã số 2. Đây em đo hoành cho anh chị mình á. Dáng thú nha quý cô chú anh chị. Toàn bộ là bên em là dáng thú hết ha. Hoành tương đối na ná nhau thôi. 17 rưỡi thôi, em tính của anh chị mình 17 ha. Đây cũng 17 yếu nè, 18 hơn đó. Nhưng mà tính chị 17 luôn, cặp luôn đó. Cặp này đồng giá cũng đồng giá của anh chị 1.250.000 ha. Em bao phí ship cho cô anh chị mình toàn quốc ha. Rồi lên cặp số 3. Đây là mã số 3 của anh chị. Mã số 3. Hai cây này đế rất là đẹp của anh chị ơi, nhưng mà hoành thấy tương đối cũng hơi nhỏ chút xíu hơn kia ha, nhưng mà bù lấp lại mình được cái đế ha. Ồ cái này cái đế ngon quá trời cô chú anh chị. Đế đẹp ha. Đế là quái ha. Rồi em đo hoành của anh chị. Hoành 15. Cây đây là 13. Rồi đồng giá của anh chị ơi, 1.250.000, em bao phí ship ha. 1.250.000 đồng giá luôn. Rồi em lên mã số 4 của anh chị. Rồi vô mã số 4 của anh chị. Hai cây dáng thú ha. Cũng là hai cây dáng thú nha quý cô chú anh chị. Dáng tương đồng nhau không ha. Hoành 15. Hoành 14. Rồi 1.250.000 của anh chị. Em bao quý ship anh chị mình toàn quốc ha. Rồi xin lên mã số 5. Đây mã số 5 của anh chị. Hai cây dáng thú
Một cây này cũng khá là to quý anh chị. Có đuôi luôn nha quý cô chú anh chị. Như đây có đuôi nó rảnh luôn nè. Chung hai con cũng rảnh ha. Quanh cái này 18. Quanh này 14. Rồi cặp này 1.250.000 em bao phí ship toàn quốc của anh chị mình ha. Rồi nãy giờ quý cô chú anh chị có lựa được cặp nào thì cứ liên hệ ha. Nãy giờ rồi em xin lên cặp số 6 ha. Ủa số 5 hả? Cặp này là số 5 hả? Số 5. Rồi. Này em lên cặp số 5. Cặp rồi, số 6. Cặp số 6 của anh chị ơi. Cây tai cành nói chung là cũng tương đối khá là đều hả anh chị. Mình về nói chung mình cắt mấy cây này lại bonsai cũng đẹp ha. Mình chơi ghim cũng được ha. À, mặt bông cây này á, lô này thì em thấy đa số bứng tại vườn á thì là nó cũng dảo rất là nhiều của anh chị. 6, 8, 12 cũng khá là nhiều mà 5 cánh vẫn có nhưng mà cánh tròn mà bự á của anh chị. Mình chơi ghim cũng được mà mình chơi ghép cũng được ha. Quanh thân cây này 15. Cây này 16. Rồi cặp này 1.250.000 hả anh chị? Em bao phí ship toàn quốc ha. Đồng giá. Rồi lên cặp số 7. Rồi cho mã số 7 của anh chị ơi. Chung là hai cây này một cây bự và một cây nhỏ ha. Chung là hai cây này tương đối là nó đế rất là đẹp luôn anh chị. Thế là nó nguyên một bể đây ha. Bể đế rất là đều ha. Cây này cây bự này là nó hoành hơi to. Em vẫn bán đồng giá ha, hoành 19 ha của anh chị. Nhưng mà cây này thì nó hơi nhỏ hơn nhưng mà bù qua bù lại thì đế nó đẹp ha. Cây này hoành 12 ha. Dáng cũng tương đồng dáng tương đối nhau của anh chị, có giống như anh em với nhau vậy đó. Thì cặp này em vẫn để của anh chị mình 1.250.000 ha, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi em xin lên cặp số... rồi đây là mã số 8 của anh chị. Chung dáng thú này cây này chứ anh chị về mình phá bầu ra đế nó còn nhiều lắm ha. Tại do em này em chưa làm bầu lại hết á, có anh chị mình về có thể mình khui ra cũng bầu cũng khá là đều lắm á. Cây này 18 hơn ha, tính 18 thôi. Cây này 17. Đồng giá nha của anh chị mình, 1.250.000 bao ship toàn quốc ha. Của anh chị mình mua cây nhớ điện thoại giùm em ha. Có gì hoặc kết bạn Zalo em qua số điện thoại luôn ha. À, em có Zalo em chụp hình thực tế cho của anh chị mình xem luôn ha. Rồi lên mã số 9. Rồi mã số 9. Mã số 9 nha của anh chị. Đây hai cây thú nằm cũng khá là đẹp luôn vậy. Tay cành cũng tương đối đều luôn nữa. Này quỳnh. Quỳnh 15. Đây 16. Toàn bộ bên em là bán đây là đồng giá hay có anh chị. Rồi lên. Rồi cặp số 10. Số 10 của anh chị mình. Dáng này lắc lắc nha quý cô chú. Cò lắc cũng khá đẹp ha. Cây này của anh chị mình về mình gút bonsai luôn khá đẹp á. Chung tay cành thì nó hơi thốt thân cao quá nhưng mình về mình tán bonsai đây nè. Thì mình ghép luôn bo hai bo là mình chơi hết anh chị. Quanh 14. 17. Rồi em xin lên mã số 11 đó anh chị. Rồi mã số 11. Mã số 11. Đây hai cây nó cũng tương đối khá là đẹp quý vị. Nhưng mà có một cây này hoành nó hơi nhỏ ha. Nhưng mà bù lại được cái bộ đế nó bò thú nằm nè ha. Nó cũng khá là đẹp á. Tay cành ở trên này cũng được á. Để em đo cây này hoành. Cây này hoành 13 hả anh chị. Cây này hoành 16. Em vẫn bán đồng giá hả quý anh chị, mình 1.250.000 ha, em bao phí ship chú anh chị mình toàn quốc ha. Rồi lên mã số 12. Rồi mã số 12 của anh chị. Rồi cặp số 12. Đây chung hai con thú anh em với nhau, cây bự cây nhỏ ha, mà dán hai thú này dáng tương đương nhau ha. Đây mã số 12, cây này nó hơi to nè, cây là 18 hoành hả quý anh chị. Cái này 14 hoành ha. Đó, mã số 12. Cây cũng khá là đẹp quá anh chị. Em vẫn bán đồng giá ha. 1.250.000 em bao phí ship toàn quốc của anh chị mình ha. Bây giờ là đồng giá 1.250.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi em xin lên. Rồi cặp mã số 13. Cặp mã số 13 có anh chị.
Đó, cây cũng khá là đều quá chị mình. Cây đều để thú cho quý cô chú anh chị. Án thú đẹp luôn ha. Rồi, nó hoành. Hoành 16. Cây này 15. Em vẫn bán đồng giá nha quý anh chị mình. Rồi em xin lên mã số 14 ha quý anh chị. Số 14. Rồi, cặp mã số 14. Hai cây rễ cũng quá lắm quý anh chị. Mình vô mình chơi bên sai cũng được ha, mình chơi tàn cũng được ha. Mấy cây này nó chi tàn rất là đều ha. Đặc biệt cây này nó khí khí cây nè, giống như cái gân mình vậy đó. Đó, rễ ở dưới nó cũng quái nữa. Tay cành nó đều. Hay lạ quái á, nó giống nó gần gần giống như cái gân của mình vậy đó ha. Cây này hoành của mình là 17. Hoành đây là 13. Rồi em xin lên mã số 15. Rồi. Rồi, mã số 15 của anh chị mình. Cặp mã số 15. Nó cây này rễ nói chung mà tương đối là nó còn ở dưới rất là nhiều ha. Do những cái bầu này số lượng em nhiều quá, em cũng có thời gian mà em làm mấy bầu lại ha. Thì cây của anh chị em thấy này rễ rất là quái nè, nó bò trường không à. Mấy cây này về mình vô chậu bên sai á cũng khá là đẹp đó anh chị. Vô lựa cái chậu ngon ngon lên là đẹp liền nha quý cô chú anh chị. Để bàn hết sảy ha. Hoành 16. Cây này 13. Rồi em xin lên mã số 16 á. Đây mã số 16. Rồi cặp mã số 16. Hoành mình 16 đó anh chị. 16. Cây này 15. Rồi xin lên mã số 17 các anh chị. Rồi, đây là mã số 17. Dán thú nằm luôn nha quý cô chú anh chị. Toàn bộ bên em là dán thú nằm hết nha các anh chị. Một lô của em là về mấy trăm cây toàn là thú nằm không á. Đây mã số 16 ha. À, 16 hoành các anh chị. 16 hoành. Rồi cặp mã số 18. Mã số 18 nha anh chị. Hai cây dáng lắc hết trơn ha, thân lắc nè quý cô chú. Cây này nó quái nó bò trường ha. Nó cũng quái cây lắm anh chị. Nó có rễ phía dưới này nhiều lắm ha, do em chưa khai thác á. Chung này cây này nữa nuôi tương lai nó cũng dấu hiệu nó lên xuồng nhẹ hay gì đó, nó bể nhẹ nè. Co lắc cái cũng quái của anh chị. Đế cây này cũng khá là đều ha. Hoành này 15. Hoành 13. Rồi em xin lên. Rồi, mã số 20. Mã 19. Ủa 19. Mã số 19 nha các anh chị. Đó, cây cũng rất là quái ha. Cây này về mình chơi bonsai khá là đẹp nè, nhỏ nè. Cây này thấy gì của anh chị mình thấy không? Để nó vẫn cắm xuống ha. Nó chị về mình phá bầu ra mình mới thấy được ha. Tại em chưa làm những phần bầu này hết á. Chung là nhìn đế là mình biết cái cây hả của anh chị. Hoành 16. Hoành 13. Rồi vẫn đồng giá. Vẫn đồng giá luôn anh chị. 1.250.000 em bao phí ship của anh chú anh chị mình toàn quốc ha. Rồi xin lên mã số 20 ha. Rồi vô. Rồi em vô tới tiếp lô hả của anh chị. Thì nãy em có 19 cặp mai thôi. Thì ở đây em sẽ vô lô của anh chị mình thêm 8 lô mai ha. Thì nó có được là 80 cây, thì lô 10 cây của anh chị mình muốn mua 10, 20 cây vẫn có ha. Và của anh chị mình muốn mua lẻ cũng có nữa. Nói chung là những cái lô lẻ trước á em cũng bán hết rồi ha. Thì của anh chị mình xem á, tham khảo ha. Em sẽ đo những cái cây trội nhất và cây to nhất cho của anh chị ha. Mình tham khảo thì hoành nó trung bình là đổ từ 14 cho đến 17, 18, 19. Có thể là có 20 cũng có nhưng mà tùy theo lô hết anh chị. Thì em sẽ đo những cái cây trội trước nhất cho của anh chị mình xem á. Giờ lô đầu tiên nha quý cô chú anh chị.
Thì cái lô này thì đây là hoành 18 rồi của anh chị. Đó, tương đối một cây ha. Em đo anh chị mình vài cây ha. Cây này cũng 18 rồi của anh chị. Đó. Thì em sẽ đo cây nhỏ nhất hơn nữa. Thì nó tùy theo cái lô. Đó, đây 15. Chung là tương đối 15, 16, 17, 18 thì nằm những tương đối đó thôi. Đa số 17, 18 thì cũng khá là nhiều của anh chị. Thì em bán này, em bán đồng giá theo lô ha. Này, một lô như vậy á, em bán là giá 5,8 triệu là em đã bao phí ship cho cô anh chị mình rồi luôn á. Cô anh chị mình nếu mà mua số lượng nhiều hơn nữa thì có thể là em giảm cái phần tiền ship xuống ha cho cô anh chị mình ha, là em bao phí cho anh chị mình đi xa hơn á. Rồi lô thì một lô khoảng 10 cây nha quý cô chú anh chị, một lô là 10 cây ha, là đồng giá là 5,8 triệu nha quý cô chú anh chị, 10 cây thì cái dáng nó cũng tương đồng nhau nha, hết trơn nha quý cô chú anh chị. Nó xê xích có bao nhiêu ha, con 15, 16, 17, 18 rồi ha, khoảng đó thôi. Quay kỹ cho quý cô chú anh chị coi lựa ha. Đó, đây là cái lô đầu tiên nè. Đó, rồi qua lô thứ hai. Lô thứ hai em đo vài cây giống chị mình xem tham khảo ha. Cây này cũng 18 hoành thấy không anh chị. Em đo những cây chọi nhất cho anh chị mình xem á. Cây này là cũng 18 hoành luôn ha. Nó tương đối với nhau. Em đo những cái cây nhỏ nhất luôn. Toàn bộ là dáng thú nằm hết nha quý cô chú anh chị. Cây nào cũng dáng thú, dáng quái đã không ha. Đây, cây này là cũng 13 hoành ha. Nói chung tương đối với nhau mà nằm ở khoảng mức khoảng là 15 16 là nhiều. Những cái cây như thế này là cũng là 15 16 ha của anh chị. Đó, đây là nằm 16 nữa nè. Nói chung tương đối giống nhau ha. Của anh chị mình xem ủng hộ em ha, qua những cái lô này của anh chị mình xem đi. Giá nó cũng tương đương nhau hết nha quý cô chú anh chị. Chi cần rồi nó cũng đều hết ha. Này quý cô chú anh chị xem rồi lựa ủng hộ chỗ anh Tấn ha. Số điện thoại của anh Tấn thì có ghi lên trên cái tiêu đề của clip ha quý cô chú anh chị. Quý anh chị mình xem ưng lô số 2 á, thì quý anh chị mình liên hệ qua số điện thoại của em ha, hoặc là kết bạn qua Zalo á, em gửi hình thông tin toàn bộ cái cây qua chú anh chị mình xem á. Rồi lô số 3 luôn. Rồi em tức đây là lô số 3 của anh chị. Cũng đồng giá là 5,8 triệu hết nha quý cô chú anh chị ơi. Đây cây này 19 hoành quý anh chị. Rễ chung toàn bộ na ná nhau hết trơn á. 15, 16, 17, 18, 19 quý cô chú anh chị. Nói chung tùy theo lô. Đây là cũng 18 rồi quý anh chị. Chung đo cây nhỏ nhất của anh chị xem luôn ha. Thì nhỏ nhất ở đây nó cũng nằm 14. Thì nó chung tương đối với nhau, giống hệt nhau hết trơn quý anh chị. Dán là dán thú không quý cô chú anh chị. Cây chi cành đều ha. Hoành nó cũng 19, 18, 19 là thấp lắm thì cũng 14 ha. Rồi, lô cái này vô lô số 4. Lô số 4, lô số 4. Rồi em đo hoành cho anh chị xem nè. Cây này hoành hơi lớn hơn nè. Cây này 19 nè. Cây này 19 nè quý cô chú. Thú bò nằm không á anh chị. Em đo cây nhỏ này. Cũng 13. Rồi vô trong này anh chị xem. Này cũng 17 của anh chị. Chung một lô thì nó cũng có một cây đó, hai cây là nhỏ là 14 hoặc 13 thôi, tương đối một cây hai cây thôi. Còn như là nó nằm ở 16, 17, 18 á, đa số của anh chị. Một lô thì 10 cây cũng đồng giá 5,8 triệu nha quý cô chú anh chị ơi. Anh Tấn thì bao ship toàn quốc quý cô chú luôn nha. Rồi sau đây là qua số mà lô số 5 hả anh chị. Số 5 luôn nè quý cô chú anh chị ơi. Rồi, có cây này khá là to nè quý anh chị. Lô số 5 có cây này thì hơi bự nè, hoành to nè. 21 ha. Hoành 21 nha quý cô chú. Hoành 21 thì cái hoành nhỏ nhất thì chắc cũng đâu thử hoành nhỏ nhất bao nhiêu. Nhỏ nhất thì thử. 15. 15 nha quý cô chú. Trong từng lô tùy theo nữa. Dáng thì cũng tương đồng nhau. Na ná nhau thôi chứ không có khác gì. Thú rồi lắc lượng rồi ha. Đó, đây rồi. Đây nhà cũng 16 quý anh chị. Rồi lô số 5 nha quý cô chú anh chị.
Rồi số 5 cũng đồng giá 5,8 triệu ha. Rồi quả lô số 6. Lô số 6. Quỳnh 18. 18. Quỳnh 17. 17. Lựa những cây nhỏ nhất. 14. Lô này nhỏ nhất thì cũng là 10 hoành 14 thôi quý cô chú. 14, 15, 16, 17, 18 ha, cũng khoảng trong đo trong khoảng đó ha. Cây thì đế đẹp, đế thú không nha quý cô chú anh chị ơi. Lô 10 cây. Rồi qua. Mã số 7. Số 7. Tôi số 7. Cây này 18 hoành. Rồi 18 luôn. Này 14, cây nhỏ nhất á. Nhỏ nhất cũng là 14. Nó tương đối 15, 16, 17, 18 đó. Cũng 15. Chung một lô là nó chọi cũng na ná nhau, rồi có hai cây bự, ba cây bự ở trong. Thì mức 15, 16, 17 thì đa số nó tương đồng với nhau. Nãy giờ quý cô chú có ưng được cái lô nào hay là cặp nào thì quý cô chú cứ liên hệ cho anh Tấn nha quý cô chú anh chị. Rồi qua lô số 8. Cây này 15. Em lựa những cây bự. Này 18. Chung là toàn bộ cây quái không anh chị? Đế là đế bonsai không ha? 16. Đế bonsai hấp dẫn lắm nha quý cô chú anh chị, nhìn ở ngoài phê lắm ha. Chung là tương đồng 15, 16, 17, 18 không quý anh chị ơi. Cây này chỉ có một cây nhỏ nhất, hình như cây này chắc phải 14. 14 hoành của cái gì? 14 hoành. Đồng giá 5,8 triệu cho một lô 10 cây anh chị quý cô chú anh chị dễ chơi ha. Rồi lô này lô số 8 nha quý cô chú anh chị. Về tổng thể thì quý anh chị xem một lần lại đó. Quý anh chị mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0931111282 á. Đó cũng như là số Zalo của em luôn á. Quý anh chị mình cần lô nào thì cứ liên hệ với em. Rồi kết bạn Zalo em sẽ chụp hình em gửi qua quý anh chị mình xem á. Rồi cô chú anh chị nãy giờ có ưng được cái lô nào hay là cái cặp nào thì cứ liên hệ cho anh Tấn giùm em ha. Rồi, clip này á, em cũng còn một cái cây mai á của anh chị mình. Cây này là bao bông của anh chị mình ha, 7, 9, 12 cánh luôn á. Chung là cây này rất là đẹp, có cái củ khá là đẹp của anh chị. Cây này củ rất là to luôn á. Củ to dữ lắm, to nha quý cô chú. Cho cái bầu nặng quá em cũng không có làm bằng xây được đó anh chị. Cây này dáng cũng lắc lượng đẹp nha quý cô chú anh chị ơi. Cây này về gấp quá em chưa kịp làm đế lại cho quý anh chị mình xem á, nhưng mà bao quý anh chị mình đế đẹp á. Chúng anh chị mình thấy là toàn bộ là đế cắm hết ha. Tại cái bầu này còn khá là lớn á, nên em cũng chưa làm cái đế lại. Em cuối clip này em cũng xin Zalo quý anh chị mình cái cây này cuối clip ha. Rồi cho em xin số đo luôn anh ta. Ba mươi bảy hoành. Ba mươi bảy. Đo ngay chân cái cổ eo này không anh chị, cái mình eo á, em đo đây vậy một vị trí cho anh chị mình xem á, 37 hoành ha. Em đo xa lên đây nữa đi. 33. 33. Rồi cái cổ, đo cái cổ mình xem á. 53 không anh chị. 53 cũ nha quý cô chú. Đế toàn bộ các chị mình thấy nè, đây toàn bộ là đế cắm ha. Tại cái bầu này em chưa có làm bầu lại kịp á, thì em để em giao lưu với chị mình luôn ha. Thử chị mình có ưng cây này á thì em sẽ làm bầu lại cho anh chị mình để di chuyển về cho nó dễ hơn ha.
Tại cái bầu này nó nằm ở mức khoảng 70-80 kg lận, của em chưa có làm kẹp. Cây này đặc biệt là nó đang bể xù lên đó anh chị. Nói chung là nó nứt nách thôi, cái xù nách đó nó bể ra nè. Cũng khá là, nói chung là nó còn tơ lắm. Cây này có chiều cao là từ nở ngọn xuống là 1m08 ha. 1m08 chiều cao. Cái này dáng quá dáng hay lắm nha quý cô chú anh chị. Nhìn ở ngoài cây này đẹp bao lắm. Mặt bông của anh chị mình 7-9-12 á, bông đẹp luôn đó. Nói chung là mặt bông em cũng thấy rồi. À, bao đẹp của anh chị mình luôn á. Nếu mà anh chị mà về trồng á mà bông xấu á thì em xin hoàn lại cái cây luôn chơi của anh chị mình luôn á. Là bao bông đẹp luôn á, 7-9-12 cánh á. Bao bông đẹp nha quý cô chú anh chị. Dáng đẹp, bông đẹp ha. Rồi cái này mình giao lưu làm sao anh? Cây này em xin giao lưu của anh chị mình là 8 triệu. Em bao ship của chú anh chị mình là 200 km ha. 8 triệu không biết của chú anh chị. Cây này đang rất là sống khỏe luôn, tược nó đang phúng luôn của anh chị. Nè đang ra tược nha quý cô chú anh chị. Sống khỏe ha, ngon lành ha. 8 triệu bao ship 200 km nha quý cô chú anh chị. Clip em cũng xin chào quý anh chị mình ha. Chúc sức khỏe của anh chị mình á. Quý anh chị mình có ưng cây nào lô nào á thì quý anh chị mình cứ liên hệ qua số điện thoại của em 0931111282 á. Địa chỉ của em ở đây là phường Thế An Đông, quận Thủy, thành phố Cần Thơ á. Rồi xin chào, hẹn lại quý anh chị mình video tiếp theo á. Rồi xin cảm ơn Quốc Tấn nhiều. Rồi nãy quý cô chú anh chị lựa được cây nào thì cứ liên hệ cho anh Tấn dùm kênh ha. Rồi cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi ạ.